Bái kiến đại dương. Mị Nguyệt, ngươi định đi đâu vậy? Dương hậu cho phép thần thiếp vào ở Huệ Diện. Thần thiếp đang chuẩn bị về phòng. Ở xa như vậy à? Có tiện không? Thần thiếp từ nhỏ đã thích yên tĩnh. Nếu quá gần với Vĩnh Hàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Quả nhân thấy ngươi lần này dường như đã gò bó hơn rất nhiều. Nha đầu ngang ngạnh lần đầu quả nhân gặp đã đi đâu mất rồi? Thần thiếp đã lớn khôn rồi, không thể cứ như trẻ con non dạ như trước kia được nữa. Lần này với lần trước quả nhân gặp ngươi hình như đâu có cách xa cho lắm. Có nhiều lúc con người trưởng thành cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Ngươi đã là bồ giá của Dương hậu, đã vào tần cung, ăn giận hà tất phải mộc mạc như vậy sao? Hôm đó hiến dân vũ điệu cho thiếu tư mệnh, cách ăn mặc của ngươi có thể là rực rỡ chói lọi. Đại dương cũng biết, kẻ sẽ chết vì người tri kỷ, nữ nhân làm đẹp vì người mến mộ. Hoàng công tử tuy bất hạnh qua đời, nhưng Tần Quốc vẫn có rất nhiều nam nhi tốt. Trên đời tìm người thương thì dễ, nhưng tìm tri kỷ thì khó. Nói cũng có lý. Đại Dương, mời. Đại Dương có hứng thú với Mị Nguyệt sao? Không phải là kiểu hứng thú mà ngươi nghĩ, đồ cáo già. Đừng có khuân vào chính điện nữa, trong điện đã không còn chỗ chứa nữa rồi. Vậy để ở đâu à? Những thứ này là cái quái gì thế? Đem đi làm củi đốt cũng chả ai thèm. Đại dương có ý chỉ, những thứ do Tiên Dương hậu để lại đều phải giao cho Ngụy Phu Nhân và Ngụy Thiếu Sử bảo quản cẩn thận. Ngươi không cần phải nói với hắn, hắn cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Đi đi, mang để vào nhà kho trong thiên điện. Dạ, đem hết vào nhà kho đi. Tỷ tỷ, chỗ của muội cũng như thế, đem đến một đống phế thải vô dụng, chồng chất ở ngoài cửa, sắp không có chỗ nào mà vào nữa rồi. Tỷ tỷ, bọn chúng đúng là hiếp người quá đáng, làm bản thân chúng đã coi thường đối thủ, tự làm tự chịu. Tỷ tỷ, vậy trước mắt chúng ta nên làm gì mới phải? Phi Tần các cung ta bảo muội gọi đến đây đâu, muội đã gọi rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến. Đây là gì vậy chứ? Mấy người xem đi. Mấy đứa con gái họ sợ đúng là vô lễ quá rồi. Các tỷ muội chúng ta không thể cứ tiếp tục giặt lòng ép dạ sống mãi như thế được. Đúng thật là. Ta thì cũng đành chịu. Ai kêu trước đó ta chủ trì hậu cung chứ? Tân Dương hậu không thị uy với ta thì còn thị uy với ai? Nhưng còn các vị tỷ muội đã có lòng tốt muốn gần gũi Dương hậu mà lại vô cớ bị sỉ nhục một trận. Còn không phải sao? Đã thế không chỉ có Dương hậu, đến cả một con tỳ nữ không danh không phận mà cũng dám đè đầu cửa cổ chúng ta, quả đúng là coi trời bằng dung. Chưa nói gì đến chuyện khác, ta đối với các vị tỷ muội trước giờ vẫn luôn bình đẳng với nhau. Hai ngày nay mọi người đều thấy cả đó. Hậu cung sau này chỉ e là sở nữ soán ngôi, tỷ muội chúng ta đến cả chỗ đứng chân cũng không còn nữa. Phu nhân nói có lý, sao có thể nhẫn nhịn mặc cho bọn chúng sỉ nhục chúng ta? Phải cho bọn chúng biết ai mới là chủ của hậu cung. Đúng thế. Đường tỷ tỷ, về muội muội, Phàn Thiếu Sử, sao mấy người không nói gì? Ta có thể nói gì? Cô ta là Dương hậu, hậu cung chỉ có thể do cô ta làm chủ. Chúng ta chấp nhận đi. Vậy giờ có gì mà phải chấp nhận? Không chấp nhận thì cũng có thể làm gì? Phàn Thiếu Sử, cô nói xem nên làm thế nào? Phu nhân một lúc nói lâu như vậy, muội vẫn chưa hiểu tại sao phu nhân lại giận. Hôm nay không hiểu là gì sao? Thân thể rất suy nhược, như thể lúc nào cũng không ngủ đủ giấc vậy. Các vị tỷ tỷ chê cười rồi. Giờ này muội chỉ muốn êm xuôi thuận lợi, sinh hạ đứa bé này. Tương lai cũng có thể có một chỗ dựa. Còn về chuyện này phải giải quyết thế nào, phu nhân nói thế nào thì là thế ấy. Phàn Thiếu Sử quả đúng là sống trong nhung lụa, trong bụng có hỉ, đây là chuyện tốt. Nhưng sao có thể vì chuyện này mà hồ đồ được chứ? Ngụy phu nhân không trách tội là tốt rồi. Kỳ thật, vừa nãy các vị tỷ muội đã nặng lời rồi. Dương hậu vừa mới vào cung, cho dù có chỗ nào chưa làm thấu đáo, chúng ta cũng nên tận tình nhắc nhở. Vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của Đại Dương với tỷ muội chúng ta. Nhắc nhở, rõ ràng là bắt chúng ta chịu thiệt, lẽ nào còn phải giúp ả ta? Giúp cô ta cũng là giúp cho chính mình. Còn về chuyện có giúp hay không, giúp như thế nào, còn phải xem tâm tư của các tỷ muội thế nào chứ. Vậy ý của vệ lương nhân là muốn chúng ta nhẫn nhịn, vậy sau này trong hậu cung này chẳng phải chúng ta sẽ phải mặc cho người ta sâu xé hay sao? Vừa nãy Quách mỹ nhân và Đường mỹ nhân cũng nhắc đến chuyện hậu cung giai làm chủ. Theo như ta thấy, hậu cung là hậu cung của Đại Dương, đương nhiên chỉ có Đại Dương làm chủ. Ý của vệ muội muội là tỷ tỷ nghĩ mà xem, lời muội nói rốt cuộc là đúng hay không đúng. Lời của vệ muội muội vô cùng có lý. Nào, bưng trà lên cho các vị tỷ muội. Vâng. Đại giám, đây là một chút tâm ý của ta. Lão nô không có công không nhận lộc, thật sự không dám nhận. Đại giám cách sáo rồi. Ngài là người lão làng bên cạnh Đại Dương, chăm sóc Đại Dương bao năm, dĩ nhiên là có công. Vậy lão nô không cách sáo nữa. Ta mời ngài đến đây, một là vì ta đã mang trà thượng hạng cho sở quốc đến, mời ngài dùng thử. Hai là trong tâm có chút nghi hoặc, mong đại giám hãy chỉ điểm cho. Dương hậu xin cứ việc nói. Người trong cung đều nói Đường phu nhân là người hầu hạ Đại Dương lâu nhất. Lúc Tiên Dương hậu còn sống đã đành, lúc Tân Dương hậu không còn nữa, phu nhân vừa có con trai, vị phận cũng cao hơn. Tại sao trong hậu cung này lại đều với một mình Ngụy phu nhân làm chủ mọi chuyện? Thực ra chuyện này không hề lạ. Đường phu nhân khi xưa chưa từng được sủng ái. Lúc Đại Dương làm thái tử, hậu cung xưa nay chỉ coi trọng một người. Là ai vậy? Là trưởng tỷ của Đại Dương, Doanh phu nhân. Vào ngày đại hôn, có lẽ Dương hậu cũng đã từng gặp. Do mẫu hậu của Đại Dương qua đời rất sớm, trưởng tỷ đối với Đại Dương như người mẹ, tỷ đệ gắn bó. Sau đời Doanh phu nhân xuất giá đến Ngụy quốc làm Ngụy Thái tử phi. Trận Mã Lăng năm đó, Ngụy quốc bị Tề quốc làm cho tổn thất. Đại Tần ta nhân cơ xúc kích, đoạt được một mảnh đất lớn ở Hà Tây Ngụy quốc. Tin tức chiến sự chủ yếu khi đó đều do Doanh phu nhân truyền về nước mẹ. Sau này sự tình bại lộ, Ngụy Thái tử cũng chính là Ngụy Dương bây giờ nổi cơn lôi đình, từ hôn với Doanh phu nhân, đồng thời đuổi phu nhân về Tần quốc. Thế sau đó thì sao? Doanh phu nhân đến giờ vẫn chưa tái giá. Mặc dù phu nhân chưa từng có con, nhưng là giúp Đại Dương nuôi dạy Đại Công Chúa, đồng thời giúp Đại Dương la liệu một số sự vụ trong hậu cung. Đại Dương vô cùng kính trọng phu nhân, thậm chí lúc Tiên Dương hậu còn sống cũng phải nhường nhịn phu nhân vài phần. Trước khi Tiên Dương hậu qua đời, sức khỏe của Doanh phu nhân đã không được như trước kia. Sau khi Tiên Dương hậu qua đời, do Ngụy phu nhân là muội ruột của Tiên Dương hậu, là có chút tài đảm đương sự vụ, bởi vậy nên đã danh chính ngôn thuận cai quản sự vụ trong hậu cung. Doanh phu nhân về chuyện này đã dọn đến Bắc Giao hành cung mà Đại Dương ban để ở. Đại giám thấy có phải ta nên dành chút thời gian đi thăm phu nhân không? Doanh phu nhân thích sự thanh tịnh, không đi cũng không sao. Phu nhân, Dung đại nhân đến rồi, để cậu ta vào đi. Vâng. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Dung Duệ bái kiến phu nhân. Dung Duệ, cậu đến thật đúng lúc. Mau, lại đây đi. Dung Duệ, Năm nay, lê của ta ra quả rất tốt. Miếng nào cũng mọng nước ngọt, chỉ có điều không để được lâu. Ta định mang mấy quả to mang qua cho chàng, mà chàng đã đến rồi. Phu nhân, khoảng thời gian trước đại dương đại hôn, việc trong cung quả thật quá nhiều. Ta mong nhớ phu nhân nhưng lại không đến được. Nếu chàng còn không đến, ta sẽ giận chàng đấy. Cho nên phu nhân mới muốn tặng lê cho ta sao? Dù có tặng lê nhưng cũng không ly được. Rửa rồi hãy ăn. Dung Nhuế đã phụ lòng phu nhân rồi. Chỉ cần ngày nào có chàng là ta vui ngày đấy. Chàng hà tất phải nói những lời này. Tân Dương Hậu đó hình như rất được đại dương yêu thích. Tân Dương Hậu đoan trang hiền thục, nhưng ta lại càng xem trọng mùi mùi của ta, Mị Nguyệt hơn. Mị Nguyệt à, nhớ ra rồi. Vào ngày đại hôn của đại dương ta từng gặp. Đó là một nha đầu miệng mồm lanh lợi. Quả đúng là vậy. Ngụy phu nhân gọi muội muội quay trở lại, nhất định là có chuyện cần nói. Về muội muội trước giờ luôn là người thông minh nhất. Sau này đi đâu về đâu, mong muội muội hãy giúp tỷ tỷ ra chút chủ ý. Tỷ tỷ làm gì vậy? Rõ ràng tỷ đã đang ở thế bất bại, hà tất phải cần muội ra chủ ý. Muội muội không cần đa lễ. Muội muội, muội nói lời này là sao? Muội nói tỷ tỷ bỏ gốc lấy ngọn, hà tất phải để tâm đến mấy con nha đầu mặt mũi chưa sạch đó. Thứ ả ta có thể hơn được tỷ chẳng qua cũng chỉ là danh phận. Nếu tỷ có thể giành được là danh phận thì hậu cung này tỷ nói một câu cũng còn hơn ả ta nói trăm câu. Muội nói vậy là có ý gì? Nếu tỷ tỷ có thể mau chóng lập công tử Hoa làm thái tử thì hậu cung này tỷ tỷ còn phải tranh cái gì? Không sai. Đại dương trước giờ luôn sủng ái Hoa Nhi. Nếu muội muội là tỷ tỷ thì lúc này sẽ nghe nhiều, quan sát nhiều. Lặng lặng quan sát tình hình mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng đại dương nhìn rõ mọi việc. Tỷ tỷ lo liệu công vụ đâu ra đấy, chưa từng xảy ra sai sót. Mà Tân Dương Hậu ra vào hoàng cung, nếu có sai sót gì, đại dương sau này sẽ xem trọng ai hơn. Nhưng ta vẫn không nuốt được cục tức này. Thứ đại dương cần là hậu cung sống yên bình. Cái nào làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của đại cung thì đại dương sẽ chê ghét kẻ đó. Nếu tỷ tỷ thực sự muốn đối phó với bọn chúng, chi bằng để bọn chúng tưởng rằng tỷ tỷ cam tâm chịu thua. Con hổ cũng có lúc phải ngủ gật. Vậy đương nhân quả không hổ là xuất thân về quốc, quả là có tài trí của Quý Cố Tử, tâm kế sâu xa. Một cũng chỉ là múa rượu qua mắt thợ, những chú ý lớn vẫn cần tỷ tỷ tự định đoạt. Phu nhân, Thái Lục, có việc cứ nói thẳng. Phu nhân vẫn luôn đối với tranh đấu hậu cung tránh đi mấy phần. Hôm nay sao lại đưa ra ý tưởng cho Ngụy phu nhân? Mẫu quốc của chúng ta trong các nước là yếu nhất, không chỉ phải dựa vào Ngụy quốc mà còn phải nhìn sắc mặt các nước khác mà hành sự. Ta ở trong cung cũng như vậy, vừa không được đắc tội với Ngụy phu nhân, còn phải nhìn sắc mặt của các phi tần khác. Quốc quân mẫu quốc mong ta ở trước mặt đại dương nói tốt mấy lời, phụ thân mẫu thân mong ta ở hậu cung mọi việc đều suôn sẻ. Thật đúng là khó. Nhưng mà đưa ra ý tưởng cho Ngụy phu nhân thì sẽ đắc tội với Tân Dương Hậu. Ngụy phu nhân đòi ta ý tưởng, sao ta có thể không làm vừa lòng cô ta? Liệu có đắc tội với Tân Dương Hậu hay không còn phải xem đã. Hơn nữa ý tưởng mà ta đưa cho Ngụy phu nhân cũng không coi được là ý tưởng cụ thể thế nào. Không phải sao? Vâng. Bà, công tử hôm nay thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi, đã ăn bát cháo, có thể đứng dậy đi lại rồi. Làm thêm chứ cầu ta ít nước mật, đồ đó bổ lắm. Công tử, sức khỏe của người còn chưa lành hẳn, nên nằm xuống uống bát nước mật ong này đi. Lão bá, ta ở chỗ lão bá nhiều ngày rồi, xin lão bá nói cho ta biết rốt cuộc vết thương của ta thế nào. Công tử mệnh lớn, mặc dù bị thương nhưng không chí mạng. Vậy ta bị thương thế nào? Lúc ở Tần Quốc, ta gặp được cậu ở bờ sông, cả người cậu là máu, trên người bị thương. Sau đó ta cõng cậu về nhà, trị thương cho cậu. Người nuôi ong chúng tôi không có nơi ở cố định, tôi đưa cậu đến đây. Vậy đây là đâu? Đây là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc. Binh mã loạn lạc. May là hôm đó cậu gặp được ta, không thì cậu sớm bị sói tha đi ăn rồi. Đã bá nói cứu ta ở Tần Quốc, vậy chắc là ta là người Tần Quốc. Vậy ta là ai? Họ tên ta là gì? Phu nhân, đây là cha mẹ phu nhân. Đưa tiểu nhân thư và lễ vật đưa cho phu nhân. Tiểu nhân truyền thư đã về. Tiếp phụ đi qua ải. Sức khỏe của phụ thân mẫu thân có tốt không? Quốc quân mẫu quốc có dặn dò gì không? Hai vị quý nhân mọi thứ đều ổn, chỉ là nhớ mong phu nhân. Bây giờ các nước đa sự, quốc quân mong phu nhân có thể dốc sức nhiều hơn cho mẫu quốc. Ta biết rồi. Phu nhân, Mị Nguyệt tới rồi. Các người hãy lui xuống đi. Tiểu nhân cáo lui. Vậy lương nhân, Mị Nguyệt đây là Dương Hậu đã tận tâm lựa chọn những tơ lụa thượng hạng của sở quốc đưa tới cho tỷ tỷ làm quần áo, cũng là muốn cho tỷ muội trong cung thêm phần nhan sắc. Dương Hậu thật là có lòng. Mị Nguyệt mau ngồi đi. Vừa nãy rời đi là đồng hương của Vệ Lương Nhân ư? Tín sự của mẫu quốc đem thư của phụ thân mẫu thân tới. Mị Nguyệt, Mị Nguyệt, muội sao vậy? Vệ Lương Nhân, đây là gì vậy? Không biết cái này à? Thành biên ải của Tần Quốc canh phòng nghiêm ngặt. Nếu như có thuyền xe đi qua quan ải, không có tấm tiết phù này thì đều phải kiểm tra. Nếu có đem theo đồ thì phải cống nạp. Phi tần các nước đến từ các nước, tất nhiên là có lễ vật qua lại với mẫu quốc. Cho nên Đại Dương ban cho bọn ta mỗi người một tấm tiết phù để làm thẻ ra vào quan ải. Nói như vậy, trong tay mỗi phi tần hậu cung đều có tấm tiết phù này. Phi tần và thiếp thất thứ hạng kém thì không có. Giống dĩ chỉ có Ngụy Phu Nhân, Đường Phu Nhân, Quách Mỹ Nhân và ta là có thôi. Năm ngoái Đại Dương lần lượt cho Ngụy Thiếu Sử và Phàn Thiếu Sử mỗi người một cái. Bây giờ chắc là trong tay Dương Hậu cũng có một cái. Có gì khác biệt không? Mị Nguyệt sao lại quan tâm tới vật này như vậy? Ta từng thấy tiết phù này ở Nghĩa Cừ. Vậy lương nhân, có chuyện dạy ta làm sao để phân biệt được sự khác biệt của tiết phù trong tay mỗi người không? Đưa tiết phù cho ta. Cô không đưa cho ta, sao ta dạy cho cô được? Mị Nguyệt đã nhìn rõ chứ hả? Vị trí này có chữ Vệ là tên nước. Mị Nguyệt có nhớ cái tiết phù mà cô thấy lúc đó ở vị trí này là chữ gì? Ta nhớ không rõ nữa. Mị Nguyệt à, chuyện này cô đừng suy nghĩ mãi nữa. Tại sao? Trong cung này thị phi phi, có gì không cẩn thận thì đem lại cho mình và người bên cạnh triệu tới tai họa. Cho nên ở trong cung lâu rồi, có rất nhiều chuyện không thể nói cũng không thể làm. Giả câm giả điếc mới là cách tự vệ tốt nhất. Ta hiểu ý của Vệ Lương Nhân. Ta luôn làm việc ân quán phân minh, tuyệt không liên lụy đến người khác. Xem ra cô vẫn chưa hiểu ý của ta rồi. Tỷ tỷ, Đại Dương có cho tỷ một cái tiết phù không? Có. Đại Dương từng nói với ta, những phi tần có vị trí tương đối cao trong cung đều có một cái tiết phù để qua ải. Đem ra cho muội xem. Cô đi lấy ra đây. Vâng. Muội sao lại nhớ tới cái tiết phù này vậy? Bởi vì tiết phù này chính là chứng cứ người trong cung và nghĩa cử cấu kết với nhau. Có tấm tiết phù này, điều tra kẻ phía sau chỉ thì nghĩa cử sẽ rõ ràng thôi. Thật à? Muội mau xem, có phải là cái này không? Không sai, chính là nó. Lúc muội bị người nghĩa cừ cướp tới thảo nguyên nghĩa cừ, trong tay người nghĩa cừ muội đã thấy thứ này giống hệt. Có chứng cứ thì tốt rồi. Ta muội có thể trực tiếp đi tìm Đại Dương. Đúng vậy. Nếu như người đã thấy tấm tiết phù này, ngươi có thấy chữ phía sau tấm tiết phù đó không hả? Tôi lúc đó không để ý. Nếu như biết vật đó quan trọng như vậy, tôi nhất định nghĩ cách nhìn cho chân thật. Đại Dương, ngươi hãy làm chủ cho thần thiếp. Được rồi, quả nhân biết rồi. Các nàng lui xuống đi. Vâng. Trong tay người nghĩa cừ đã có tiết phù qua ải của Đại Tần ta. Thật đúng làm cho quả nhân kinh ngạc. Tiết phù của Đại Tần tuyệt không trong tay người bình thường, hoặc là trọng thần, hoặc là phi tần hậu cung. Dương hậu nghi ngờ có người câu kết với người nghĩa cừ mai phục đoàn xe là có đạo lý. Nhưng mà loại chuyện chó cùng trút dậu này là cực kỳ mạo hiểm, trừ phi kẻ đó lanh lợi thông minh. Nếu Tân Dương hậu có chuyện, ai sẽ có lợi nhất? Các người hãy lui xuống đi. Vâng. Nói đi. Ngụy phu nhân, nếu như không có Tân Dương hậu, cô ta có khả năng được làm chính. Ngụy phu nhân cho dù có tâm tư này cũng không có thủ đoạn. Vậy liệu có phải là do Đại Lương Tạo? Ban đầu hắn cực lực phản đối liên hôn với Sở Quốc. Mấy năm nay hắn lại qua lại rất thân với Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân và Đại Lương Tạo đều là người Ngụy quốc. Bọn họ ở Ngụy quốc đã quen biết rồi, bình thường qua lại mật thiết cũng có lý. Đại Dương, Công Tôn Diễn thân là Đại Lương Tạo, quyền khuynh triều giả, quyền lực trong tay gần như không khác với Thương Quân. Hồi đó Tiên Công phong Thương Quân là Đại Lương Tạo, đem quốc chính vào nhờ giả Thương Quân, vì muốn cổ vũ Thương Quân biến pháp. Còn vai trò của Công Tôn Diễn với quốc xa là cách xa Thương Quân. Mặc dù hắn cũng chiến công hiển hách, nhưng thần cho rằng hắn thân ở địa vị cao Đại Lương Tạo. Nếu như không thể tự mình đề cao tự chủ mà cấu kết với Mậu quốc, thậm chí nhúng ta vào hậu cung, vậy thì chuyện này không thể không phòng rồi. Sử Lý Tử, quả nhân hiểu tâm tư của đệ. Nhưng Công Tôn Diễn tài hoa cái thế, công lao lừng lẫy, các việc quân sự lớn trong triều không thể tách rời Công Tôn Diễn được. Quả nhân tin lòng trung thành của hắn với Đại Tần. Về vụ án này, Đại Dương định xử lý thế nào? Đừng có lớn tiếng vội, đợi rồi nói đi. Vâng. Các người hãy tìm kỹ đi. Mở hòm ra tìm kỹ đi. Dân phu nhân, để ở đâu rồi? Để ở đâu rồi? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc để ở đâu rồi? Người rốt cuộc để đâu hả? Ở đâu? Phu nhân, tìm thấy rồi. Dọa chết ta rồi. Cái này phải cất cho cẩn thận vào, tuyệt không thể để mất. Cái gì không thể mất vậy? Tỷ tỷ, Là muội à, dọa ta một trận. Muội à, muội có nghe nói chuyện tiết phù không? Sợ gì? Tiết phù của tỷ không phải đây sao? May là tìm được. Ngươi nói ta nên cài chiếc nào? Tỷ tỷ đến thật đúng lúc. Mau, mau ngồi đi. Mau nhìn hộ ta. Cái trăm nào hợp với y phục mới? Muội muội quốc sắc thiên hương, phối gì cũng đẹp. Cứ nói hoài làm ta nghe thấy cũng nhàm tai. Đó là quà từ mẫu quốc của muội mà. Phải, là Tiết Trùng Dương ta gửi quà cho phụ mẫu. Mẫu thân bèn sai người gửi từ mẫu quốc tới. Mà muội thật hiếu thảo, chắc là đáp lễ rồi. Tỷ không nói, suýt nữa ta cũng quên. Thọ thần 50 tuổi của phụ thân sắp tới, ta phải chuẩn bị quà gửi cho người. Đồng phụ Tiết của muội vẫn còn chứ? Vẫn còn đây. Học tới đâu rồi? Khởi diệt vô y, vũ tử đồng bào, dương du hương sư, tu ngã qua mau, vũ tử đồng thù. Về học tiếp đi. Không, để thích chơi với tỷ tỷ. Ta đâu có nghịch đất sét. Ta đang làm việc quan trọng đấy. Tỷ đang làm gì quan trọng thế cơ? Ta đang làm phù tiết. Làm phù tiết để làm gì? Làm phù tiết để tìm người, tìm kẻ thù của chúng ta. Kẻ địch của chúng ta ở đâu? Ở trong cung, đắp ở nơi không nhìn thấy được. Tiểu Nhiễm tìm giúp tỷ tỷ được không? Được. Nhưng tỷ tỷ sẽ kiểm tra bài vở của đệ trước. Đầu tiên đệ phải hiểu ý nghĩa của vô y biên mà đệ vừa học. Bài thơ đó nói gì? Nói là người Tần chinh chiến, vua bèn lấy áo rơm chia sẻ cho các chiến hữu của mình cùng một chiếc áo. Họ đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ địch. Đúng thế. Quỳ cô có đây không? Tìm bà ta làm gì? Nói tiền sẽ mượn mẫu theo của cô. Bà ấy bên trong đó. Đây cũng là một cái. Cái gì? Phù tiết hả? Phải thưa tỷ tỷ, mỗi vừa nghe hạ nhân nói Mị Nguyệt đang làm phù tiết ở giường. Cô ta còn chưa xong ư? Tỷ tỷ, cô ta lấy đất sét làm phù tiết là có ý gì? Chắc cô ta muốn dùng cách này để nhớ lại trên phù tiết viết chữ gì. Tỷ tỷ, làm sao đây? Thái Phồn, nô tỳ đi làm ngay. Đi nhanh về nhanh. Dạ. Tỷ tỷ đang cười gì thế? Mọi người nói với ta Mị Nguyệt lén làm phù tiết. Phải. Lén làm phù tiết, nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ. Đây là một cơ hội. Ý của tỷ tỷ là Quách Mỹ Nhân đã bảo muội tới chỗ cô ta ngắm bộ áo mới của cô ta. Vâng à, sao muội còn chưa đi? Muội muội hiểu rồi. Vệ lương nhân, đại giám, dạo này vệ lương nhân bận nhỉ? Đại giám cũng đâu rảnh. Đã già rồi, đâu còn lanh lẹ như thời còn trẻ chứ. Đại giám cứ đùa, có việc gì trong cung qua mắt nội đại giám chứ. Vậy vậy lương nhân bất kể vài chuyện với lão nô rồi. Đại giám biết chắc gần đây trong cung không ít người không ngủ được vì đồng phù tiết. Đây là phù tiết của ải, đưa cho chúng xem. Dương hậu đã thiêu cả sáng rồi, hãy ăn canh nóng, bánh ngọt rồi nghỉ đi. Chiếc áo này Đại Dương sẽ mặc trong tiết nguyên đáng, ta phải làm cho kịp. Mấy việc này cứ để đám tú nương làm là được mà. Dương hậu việc gì phải làm khổ mình thế? Đây là chiếc áo đầu tiên ta làm cho Đại Dương, ta muốn tự tay làm từ đầu tới cuối. Ngươi nói Đại Dương mặc chiếc áo này liệu có nhớ tới tấm lòng của ta không? Tất nhiên là rồi ạ. Dương hậu, việc gì? Quách mỹ nhân tới, mời cô ta vào. Dạ. Bái kiến Dương hậu. Không cần đa lễ. Trân châu, ba ngồi. Dạ. Không cần đâu. Dương hậu, Trần Tiếp tới không phải là để ngồi chơi, mà để giúp Dương hậu điều tra vụ án, chỉnh đốn kỷ cương hậu cung. Quách mỹ nhân cứ nói, tôi Dương hậu mới bắt đầu làm chủ sự vụ hậu cung, nhưng chắc chắn cũng hiểu rõ quy định trong cung. Dương hậu, hãy xem đây là thứ gì. Đây là phù tiết ra vào thành trì và quan ải Tần Quốc. Sau khi vào cung, Đại Dương cũng cho ta một tấm. Và Dương hậu cũng biết phù tiết là thứ cực kỳ quan trọng. Trong hậu cung, triều đình Tần Quốc lén lút cho người khác cũng là tội chém đầu. Tất nhiên, nếu có kẻ ngầm chế phù tiết thì sao? Vậy là đại nghịch bất đạo, cũng như mưu phản, phải chịu cực hình. Nhưng thần thiếp nghe nói các kẻ đang lén lút chế tạo phù tiết trong hậu cung, chẳng lẽ Dương hậu không nên đứng ra xử lý, tóm được kẻ đó để Đại Dương trừng trị? Lén làm phù tiết, việc này trọng đại, cô có chứng cứ không? Nếu thần thiếp không có chứng cứ, sao dám tự ý bước vào điện của Dương hậu? Vậy muội đưa ra chứng cứ cho ta xem. Nếu muốn có chứng cứ, đành phiền Dương hậu đi với thần thiếp. Quả nhiên là cô ta. Đại giám, có thể cho ta biết đây là thứ gì không? Đây là phù tiết. Phù tiết? Phù tiết để làm gì? Phù tiết là quân dương đúc ra, ban cho cẩn thận đi qua quan ải được miễn khám xét. Theo lão nô thấy, cô dùng đất sét nặng ra mấy thứ này chẳng ra hình thù gì, xấu vô cùng. Sao có thể nói là phù tiết? Đúng là phù tiết, chỉ là triều đình đúc bằng vàng đồng, còn ta dùng đất sét nặng ra, dùng để tìm người. Dương hậu, tới rồi. Quách mỹ nhân, người bảo đưa ta đi tìm kẻ lén chế tạo phù tiết, sao đưa ta đến nơi hẻo lánh thế này? Dương hậu đừng sốt ruột, kẻ làm phù tiết không chạy nổi đâu. Làm chẳng giống gì cả, sao có thể tìm người? Ta cũng là vô kế khả thi, muốn thử xem sao. Có tác dụng đó. Chẳng có tác dụng gì cả. Cách này không được nghĩ, cũng không được thử. Sao còn chưa tới? Tới rồi, trước mặt kìa. Đại giám ta Mị Nguyệt, lão nô mắc bưởi tèm nhem. Mấy thứ cô nặng đều rơi vào nước rồi. Dương hậu mời ông. Cô nương thì nên thiêu thụ hoa cỏ, nàng đắc xét để làm đám trẻ con chơi. Ta Dương hậu Quách mỹ nhân miễn lễ. Sao đại giám cũng có mặt? Tình cờ đi ngang qua nên vào xem. Không ngờ Dương hậu cũng tới. Tỷ tỷ, có việc gì cứ gọi muội. Việc gì phải chạy tới chỗ muội. Dương hậu có rồi. Bắt tang tại trận. Đó là con vịt ta vẽ, cô đừng có bóp méo. Chuyện gì thế này? Vậy mà chuyện gì thế? Thần thiếp đã nghe nói Mị Nguyệt trái luật tần, đáng làm phù tiết. Đó là tội chém đầu. Đưa thứ trong tay ngươi cho ta xem. Đây là chứng cứ mà ngươi nói. Đây là phù tiết mà Mị Nguyệt lén lút chế tạo. Thần thiếp nhận được tin nói trong viện này có dấu chứng cứ Mị Nguyệt mưu phản. Nếu trong cung có chuyện này thì phải điều tra cho rõ ràng. Dương hậu xin Quách mỹ nhân hãy lục soát kỹ càng trong ngoài viện, không thì Mị Nguyệt không rửa sạch ác danh này. Quách mỹ nhân cũng mất công tới, không thể hiện được lòng trung thành của mỹ nhân. Quách mỹ nhân, ngươi soát hay không soát? Dương hậu thứ tội. Việc này có lẽ thần thiếp nghe lầm. Mấy đứa trẻ con nghịch đất sét đã bị người nói thành tội chém đầu. Quách mỹ nhân, ngươi coi ta là ngu đần sao? Thần thiếp đã nghe nói, thật sự đã sai rồi. Dương hậu bớt giận, đuổi hình bắt bóng, vô lý sinh sự. Nếu mặt ngươi du quan người tốt, hậu cung này chẳng phải sẽ đại loạn. Ta phạt ngươi cấm túc 1 tháng, kiểm điểm, đồng thời báo việc này cho Đại Dương.